Video này được tài trợ bởi đồ chơi công nghệ Seven. Đến đây với sản phẩm tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng với chuẩn hi res cho âm trường rộng, nhịp bay sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne. Chắc chắn là trẻ trung lắm bởi vì họ bảo tận hai lần trẻ trung trong các brief đeo lên auto đẹp trai, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tới 2 tuần. Đương nhiên là hàng bảo hành chính hãng, đầy đủ 12 tháng. Với riêng người xem kênh The Reviewer, khi mua tai nghe còn được tặng loa trị giá 299k. Mua đẻ. Ngày 1 tháng 9 năm 1939 tại Warsaw, thủ đô Ba Lan, Claudius Wilman, nghệ sĩ dương cầm hàng đầu châu Âu đang livestream nện đàn ở đài phát thanh thì bị giật mình vì một tiếng nổ đi kèm một chấn động đúng hitler vừa sử dụng bánh trứng lãnh địa Spielmann vội về nhà nơi bố mẹ và các em của anh đang gói ghém đồ đạc để chuẩn bị đi lánh nạn đúng lúc này trên radio thông báo rằng anh và pháp đã tuyên chiến với đức khiến mọi người thở phào chấn an nhau rằng chiến tranh sẽ qua sớm thôi họ bèn ở lại ăn mừng thay vì tiếp tục di tản nhưng họ không biết rằng đây là một cuộc chiến tranh kỳ quặc cuối tháng 9, quân đức đã diễu hành khắp đường phố vác Quân Ba Lan thì đã sớm rút về hết trên sa mạc và trong rừng thẳm, bỏ lại người dân mắc kẹt trong vùng chiếm đóng của phát xít. Đằng nào cũng khổ, Spearman tìm niềm vui nơi Dorota một nhạc công cello hâm mộ tiếng đàn của anh không có ai chơi Chopin như anh anh có thể chơi nhiều hơn là chị Chopin đấy anh có thể chơi cả list nữa sao và cả em nữa nếu như Đức không ban hành những luật kỳ lạ nhắm vào người do thái bọn anh người do thái chỉ được giữ 2.000 zloty tức là nhiều hơn 10 triệu đồng một tí ở trong nhà người do thái phải bán cái piano yêu quý của mình với cái giá rẻ mạt để mà gia đình tồn tại người do thái khi đi ra đường phải đeo dấu hiệu nhận biết người do thái bị cấm đi trên vỉa hè và bị cấm đi dưới lòng đường người do thái không được đi vào công viên chó thì được người Do Thái không được ngồi trên ghế công cộng. Riêng người Do Thái này thì có thể ngồi lên mặt em đấy. Nhưng Spielman chẳng bao giờ có cơ hội đó. Vì ngày 31 tháng 10, người Do Thái phải dọn vào khu Do Thái, nơi các gia đình phải sống túm tụng trong một căn hộ ọp ẹp. Họ là những con chim ở trong lồng. Mọi người ơi nhìn này, người ta đang xây tường. Chắc là để bảo vệ chúng ta khỏi tai tần Cuộc sống bên trong bức tường không sáng sủa cho lắm họ trang dây thép gai quanh quầy bánh mì vì nhiều người đã nhảy chóp sang nghề cướp giật để mà sinh tồn đồ ăn rơi xuống đất cũng phải ăn vì họ biết điều gì đang chờ họ nếu họ dám phung phí nhiều đứa trẻ phải lẻn ra ngoài ăn trộm và thường là sẽ chết trong quá trình kiếm sống người già thì phải quên khái niệm nghỉ hưu đi nếu họ vẫn muốn tối nay được ăn súp khoai tây loãng không gian sống không gian sống không gian sống hitler cũng chỉ là thái công nhưng mà phát xít hơn họ là những con khỉ trong rạp xiếc nếu luchus tafel bảo họ nhảy họ phải nhảy nếu chút bảo họ diễn trò họ phải diễn trò Họ là những con nai trong cuộc săn của những quý tộc. Một tối nọ, một tốp phát xít đỗ xịch xe trước cửa nhà đối diện nhà Spielman. Chúng sục vào nhà người ta giữa bữa tối, ném một ông cụ xuống từ tầng 4 vì ông quá liệt để mà đứng lên theo lệnh của chúng, rồi lùa người nhà của ông cụ ra đường, bắt họ để tiêu tiền trước khi cán qua xác họ trên đường bỏ đi. Nhưng quân đội Đức không muốn giết người Do Thái vô tội vạ nữa, chúng muốn giết người Do Thái có tổ chức hơn. Năm 1942, chúng lập ra các trại tập trung và lập ra các hệ thống và tuyến đường để mà đưa hàng triệu người Do Thái đến đó. Đa phần không biết chuyện gì đang xảy ra và họ đang được đưa đến đâu nhưng nhiều người vẫn tin rằng đức sẽ không bỏ phí nguồn nhân lực này và họ vẫn còn cơ hội được sống trước khi bị đưa lên tàu đến trại tập trung spielman cùng cả gia đình chia nhau chiếc kẹo caramel mà họ vừa mua được với những xu cuối cùng trong ví họ không biết rằng đó là bữa ăn cuối cùng của họ bên nhau trên đường lên tàu spielman bị kéo ra khỏi gia đình bởi một người quen làm trong cảnh sát ông ta đang cố để cứu anh vì ông ta biết đích đến của chuyến đi này là những chiếc nồi hầm Chúng tước hết hành lý của họ đi để nhô nhét lên tàu nhiều người do thái nhất có thể Họ giống như sỏi đá, nằm vô hồn bên đường Spearman đi giữa những gì còn lại của Vaxava Và anh may mắn được một người quen giúp đỡ để được làm một nô lệ ở trại tập trung Vaxava Nơi anh được lao động khổ sai vào ngày thường và được thưởng roi vào mỗi dịp lễ Mỗi ngày, anh thức dậy và chọn cầu nguyện để không bị chọn giết bởi lũ lính Đức, nhưng những nô lệ vẫn còn hy vọng. Họ dỉ tai nhau về kế hoạch nổi dậy kháng chiến. Họ biết rằng dù bọn Đức đang ra sức chấn an họ, nhưng thực chất chúng nhắm đến diệt chủng và người Do Thái không thể ngồi yên được. Spielman cũng muốn góp sức, anh xung phong hỗ trợ kháng chiến, giấu những khẩu súng trong những bao khoai tây nhưng trước khi vụ nổi dậy diễn ra, Spelman nhờ một người bạn tìm cách giúp anh trốn ra ngoài. Nhờ sự giúp đỡ của một cặp vợ chồng từng làm việc với anh ở đài phát thanh, Spelman tá túc một đêm ở một hốc tường bên cạnh vài cây súng trường và những quả lựu đạn mà người ta chuẩn bị dùng cho cuộc nổi dậy, trước khi được đưa đến một căn hộ nhỏ, nơi anh sẽ phải sống thầm lặng hết mức có thể để mà tránh không bị ai chú ý. Ít ra thì hàng xóm của anh hay mở nhà cổ điển. Ngày 19 tháng 4 năm 1943, cuộc nổi dậy ở trại Vaxava bắt đầu, nhưng lính Gestapo với hỏa lực mạnh hơn nhanh chóng phá nát hàng phòng thủ của trại tập trung và sự tử toàn bộ quân kháng chiến spearman hối hận vì không chiến đấu cùng họ nhưng anh cũng may mắn vì không chiến đấu cùng họ tuy nhiên cặp vợ chồng kêu mang cho anh giờ phải bỏ trốn khỏi sự truy sát của quân đức không còn ai tru cấp lương thực và lại còn bị phát hiện bởi một bà hàng xóm trong tòa nhà spearman lại phải chạy trốn anh bươn ra giữa trời đông và tìm đến địa chỉ chú nạn cuối cùng mà đồng nghiệp cũ đã đưa cho anh trùng hợp làm sao đó chính là địa chỉ của Dorota, người mà bây giờ đã lập gia đình và đang mang thai. Cô vẫn chơi cello, cô vẫn yêu Chopin, nhưng anh chẳng thể ngồi lên mặt cô nữa rồi. Rồi chồng cô đưa anh đến một căn phòng nhỏ, nằm gần bệnh viện quân sự Đức, trong phòng có một cây đàn. Và Spielman thoáng một chút hạnh phúc vì được chơi nhạc, dù chỉ là gõ hờ lên không trung mà thôi. Salas, một người cũng từng làm ở đài phát thanh, thi thoảng lại ghé qua và cho anh chút đồ ăn, nhưng rồi Salas biến mất. Spielman bị bỏ lại với vài củ khoai đã mọc mầm, bệnh vàng da và ngộ độc thực phẩm. Dorota ghé sang chăm sóc cho anh, nói cho anh biết rằng gã lá kia đã lấy tên anh để mà kêu gọi và vơ được cả đống tiền từ các nhà hảo tâm trước khi bỏ trốn. Chồng cô thì chạy đi tìm bác sĩ, giúp anh vượt qua cơn hiểm nghèo. Rồi vợ chồng Dorota để lại một chút đồ ăn trước khi rời sang nhà mẹ cô ở Oakworks, tháng 8 năm 1944. Ba Lan lại trỗi dậy, Spearman lại một lần nữa chứng kiến bom đạn ngoài ô cửa. Người Ba Lan có lòng yêu nước và quả cảm, còn quân Đức thì có một con Panzer IV 4 được trang bị đại bác nòng ngắn 75 mm và độ thêm giáp hông. Bạn đoán xe mai thắng. Xe tăng bắn tùm lung, bắn cả vào căn hộ của Spearman và anh phải loay hoay chật vật để mà trốn khỏi lính Đức. Cuộc khởi nghĩa lại nhanh chóng bị dập tắt. Spearman lại thất thểu, sống như một bóng ma, cố gắng lút nhu yếu phẩm từ cái bệnh viện giờ đã tan hoang, uống từ xô nước lau nhà, ăn bất cứ thứ gì tìm được và cố để không chịu chung số phận với những chiến sĩ do thái ngoài kia vài hôm sau quân đức phóng hỏa vác Xa Va khiến Spielmann suýt nữa thì thành một cục marshmallow thủ đô ba lan chưa bao giờ xám như thế này nhưng Spielmann vẫn sống chỉ còn một mình anh giữa thủ đô nhưng mà anh vẫn sống anh lần mò sang một ngôi nhà hoang khác sinh tồn lay lát trên căn gác xếp một hôm anh bỗng nghe tiếng đàn piano vang vẳng ai đó đang ở đây đánh bản sonat ánh trăng nổi tiếng của Beethoven anh dù tò mò nhưng cũng đành chui vào phòng và ẩn nấp hôm sau khi đang cố unbox hộp lương thực mất nhãn và làm rơi đổ hết thức ăn ra sàn spearman bị phát hiện bởi một sĩ quan đức tên là hosenfeld spearman tưởng rằng thế là hết rồi thì gã này hỏi rằng là anh làm nghề gì tôi là nghệ sĩ dương cầm thế lại chơi cho tôi nghe một bản anh theo tên sĩ quan sang một căn phòng có cây piano cũ rón rén ngồi xuống ghế chân trừ và khúm núm rồi anh thu hết can đảm và bắt đầu chơi anh chơi bản lát số 1 cung son thứ của chopin anh chơi một cách mãnh liệt vì anh biết đây có thể là lần cuối mình được chơi nhạc lần cuối mình được yêu lần cuối mình được sống nhưng hồ sân lại không la hét vào mặt anh không đánh đập anh không rút súng hăm dọa anh gã chỉ lặng lẽ ngồi xuống và chăm chú nghe từng nốt nhạc của người nghệ sĩ gầy gò dơ bẩn khi bản nhạc kết thúc hồ sân khép mồm lại và đứng dậy bảo anh cho gã xem nơi mà anh trốn bấy lâu rồi lặng lẽ bỏ đi những ngày sau đó hồ sân thường ghé qua mang theo đồ ăn cho Spielman Gã còn mang cho anh cả một cái dụng cụ khui hộp Lúc này, Hồng quân Liên Xô đã đến Hồ Sân cũng sắp phải rời đi Gã lại đến thăm Spielman lần cuối Cho anh chiếc áo khoác để chống chọi với mùa đông Và hỏi tên anh trước khi quay lưng Rồi cuối cùng, Spielman cũng được thấy lá cờ Ba Lan bay phấp phới ngoài đường Ngay khi thấy những người đồng bào đầu tiên trở về Vác -Xa -Va, Anh cố ôm lấy họ mà quên mất rằng mình đang mặc áo của lính Đức Họ định găm cho anh mấy viên đạn và suýt nữa thì họ thành công May mà anh kịp phân bua rằng mình là người Ba Lan Quân Đức đã bại trận, Hồ cũng đang là tù binh, gã cố nhờ một nhạc công người Ba Lan liên lạc với Spielman, hy vọng rằng anh sẽ làm chứng giảm án cho gã. Nhưng anh nhạc công kia bị lùa đi, chưa kịp nghe tên của gã. Hòa bình trở lại, Spielman lại quay về làm cho đài phát thanh khi anh nhạc công nọ tìm đến. Và kể về gã lính Đức, họ tìm đến nơi giam giữ tù binh Đức nhưng chỉ thấy một bãi đất trống. Biết cái gì trống hơn không? Đấy là cái group phim này hay phết của chúng tôi. Chúng tôi đang trống vãi trưởng, mọi người hãy vào đi. Xin đấy. Đây là vì vị... Xin chào và hẹn gặp lại.